Các bạn thấy được là cái thông tin liên quan đến XRP bị kiện bởi SEC đã càng ngày càng lớn hơn. Các bạn thấy được là cái thông tin này bây giờ đó không chỉ riêng là những nhà báo liên quan đến thị trường crypto nói tới, mà ngay cả những cái nhà báo trong thị trường tài chính nói chung đó như là CNBC cũng đang nói tới rất là nhiều. Và chúng ta thấy được là sáng ngày hôm nay đây, khi thường làm video này thì XRP đã có một cái sự xuống giá cũng là khá mạnh. Chúng ta nhìn vào XRP đi, thì hiện bây giờ các bạn thấy được là đồng XRP đứng hàng thứ tư. Lúc mà làm video này trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã xuống 34%. Đây là cái phần trăm xuống sau khi mà chúng ta nghe cái thông tin là XRP có thể bị kiện bởi SEC mà thường chia sẻ cách đây 2 ngày. Lúc đó là giá đã xuống là 12%, 15%, thường nhớ là như vậy. Sau đó ngày hôm qua cho tới ngày hôm nay lại xuống thêm 34% nữa. Các bạn thấy được đây là cái phần trăm đi xuống rất là mạnh. Bây giờ XRP chỉ có là 31 cent mà thôi. Thì cái thông tin liên quan tới tại sao mà XRP đi xuống đó, thì những bạn nào mà theo dõi Thuận Capital cũng đã biết. Thuận đã làm ít nhất là hai cái video trực tiếp liên quan đến cái thông tin này. Một cái video là Thuận đăng ngày hôm qua, video 878, và cái video 876 thuận một ngày trước đó. Nhưng mà hôm nay Thuận sẽ chia sẻ thêm một số những cái thông tin chi tiết hơn, tại vì Thuận đã dùng một ít thời gian để mà đọc cái tờ kiện đến từ SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ. Và tờ kiện này đó là kiện công ty Ripple Labs cùng với lại hai người dẫn đầu, đó chính là Brad Gardenhouse và Trish Larson. Đây là hai người dẫn đầu của công ty Ripple Labs. Và trong vụ kiện này đã nói những gì thì đây là cái tóm tắt tôi muốn chia sẻ với các bạn, nhưng mà chúng ta chỉ xem những trang nào mà thường cảm thấy là quan trọng mà thôi. Thì trước hết các bạn thấy được đó là SEC nói là công ty Ripple Labs này đó đã bắt đầu là từ năm 2013, họ dùng từ dependence, tại vì đây là một cái vụ kiện dependence là bên bị cáo, là đã bắt đầu từ năm 2013 đó bán tổng cộng cho tới bây giờ là 14,6 tỷ đồng XRP, và trị giá là lên đến qua khỏi cái mức là 1,38 tỷ đô la. Và sau khi mà bán những cái tiền kỹ thuật số này đó, XRP này đó, thì công ty Ripple có được cái số tiền để hoạt động, cũng như là hai người dẫn đầu là Chris Larson và Gardenhouse là hai người mà có được rất nhiều lợi nhuận. Và bán đồng XRP này đối với lại SEC, đây là một cái cuộc bán những cái đồng liên quan đến chứng khoán mà không có đăng ký với lại SEC. Cho nên đây là cái căn bản mà tại sao mà SEC nghĩ là đồng XRP và công ty Ripple Labs đang phạm luật. Đó là điều đầu tiên. Tuy nhiên được nói tới đó chính là công ty Ripple đã chưa bao giờ nạp một đơn để nằm mà coi là đồng XRP có được đăng ký với lại SEC hay là không. Và tất cả những thông tin liên quan tới đồng XRP này là không được công bố với lại mọi người, mà những thông tin mọi người biết được đó chỉ những thông tin đến từ hai dẫn đầu, đó chính là Larson và Gardenhouse. Hai người này là hai người dẫn đầu, và hai người này là lựa chọn thông tin nào nên cho mọi người biết, thông tin nào không nên cho mọi người biết. Tại vì sao? Tại vì họ muốn quản lý thông tin để họ có thể bán được những đồng XRP này với cái giá tốt. Một lát anh thường sẽ đưa ra một số dẫn chứng, một số bằng chứng mà SEC nêu ra trong cái vụ kiện này. Điều thứ ba nữa là từ năm 2013 tới bây giờ đó, SEC đó nói là công ty Ripple đã bán những đồng XRP không hợp pháp, tại vì coi như đây là một cái cổ phiếu mà không được đăng ký. Mặc dù là từ năm 2012 đã có một số những nhà pháp lý của công ty Ripple Labs, có nghĩa là những luật sư của công ty này, đã đưa ra một cái khuyến cáo là có thể là XRP là một công cụ đầu tư, có nghĩa là đây là một cái chứng khoán và có thể là bị quản lý bởi luật chứng khoán của Hoa Kỳ. Có nghĩa là mặc dù năm 2012 đó thì công ty Ripple cũng đã nhận được một số những cái lời khuyên đến từ những luật sư, nhưng mà vẫn tiếp tục bắt đầu bán từ năm 2013 cho tới bây giờ. Và công ty Ripple và Chris Larson, người mà dẫn đầu đó, coi như là không quan tâm đến những cái lời khuyến cáo đến từ những luật sư của công ty mà tiếp tục bán, dẫn đến là bán rất nhiều đồng XRP mà không được đăng ký, cũng không có liên hệ với SEC để nhờ SEC kiểm chứng coi đây có phải là chứng khoán hay là không. Đây là điều thứ tư. Và điều thứ năm được nói tới trong cái vụ kiện này đó chính là nhìn về mặt tài chính ấy, thì công ty Ripple đã có thể thành công, tại vì họ đã bán được tổng cộng là hơn 1,38 tỷ đô la. Và cái số tiền này dùng để mà hoạt động công ty Ripple Labs, và đặc biệt là một số tiền để riêng ra để mà hoạt động trong thị trường tài chính, có nghĩa là họ nói là secondary trading market đó, có nghĩa là họ nói là khi mà bán được tiền đó thì một số tiền là dùng để hoạt động công ty Ripple Labs, một số tiền là đi vào túi của hai người mà dẫn đầu, đó chính là Chris Larson và Brad Gardenhouse, và một số tiền còn lại đó là dùng để mà đẩy giá của đồng XRP lên. Chúng ta sẽ có những dẫn chứng được chia sẻ với SEC. Và sau khi bán được cái số tiền này đó trong vòng bao nhiêu năm qua, chưa hề
có một lần nào mà công ty Ripple Labs đưa một số những cái thông tin đến cho SEC liên quan đến là báo cáo tình hình tài chính của công ty. Đương nhiên họ không báo cáo tại vì từ lúc đầu họ đã không coi đồng XRP là một cái loại chứng khoán, họ coi đồng XRP là một loại tiền điện tử. Thứ sáu, và trong cái cuộc bán đồng XRP này đó thì Chris Larson trước đây đó là CEO nhưng mà bây giờ là giữ chức vụ là chủ tịch của công ty Ripple Labs, và Brad Gallinghouse bây giờ là CEO của công ty Ripple Labs đó. Hai người này đã cùng nhau hợp tác để mà đạt được cái lợi nhuận cho bản thân của họ lên tới con số là 600 triệu đô la thông qua cái việc bán đồng XRP trái pháp. Và cái bản thân đời Gallinghouse tiếp tục nói với mọi người là ông ta rất là tin tưởng đồng XRP. Cái bản thân đời họ dùng từ là very long, tại vì chúng ta thấy là trong trading long có nghĩa là mua, short có nghĩa là đánh xuống, thì Brad Gallinghouse lúc nào cũng trước mặt mọi người nói là ông ta rất là tin tưởng, ông ta very long nghĩa là ông ta rất là tin tưởng về giá cả tăng trưởng của XRP, lưu cho XRP dài hạn. Nhưng mà trong cùng thời điểm đó, ông ta không bao giờ cho mọi người biết được là cái số lượng XRP mà ông ta giữ cá nhân đó là đã bán hết bao nhiêu. Đây là một trong những điều được nêu ra trong cái vụ kiện này. Tuy SEC không nói đây là một cái vụ lừa đảo hay là cố tình để mà lừa mọi người, nhưng mà ý nghĩa của cái số 7 này có nghĩa là nói là Brad Gallinghouse, CEO hiện giờ của Ripple Labs, cố tình không đưa ra thông tin để nhiễu loạn suy nghĩ của mọi người. Thứ 8 được nói tới trong cái vụ kiện này đó chính là hiện bây giờ công ty Ripple Labs vẫn tiếp tục lưu trữ rất nhiều đồng XRP, vẫn tiếp tục bán, hiện bây giờ vẫn còn rất nhiều đồng XRP. Chúng mà cũng đã biết là cái số lượng đồng XRP còn lại trong công ty Ripple Labs mà chưa có bán đã lên tới là khoảng chừng 55% của tổng số đồng XRP đang hiện có. Có nghĩa là các bạn thấy là XRP trên thị trường đó là khoảng 45% mà thôi, còn 55% nghĩa là hơn phân nửa vẫn đang được lưu trữ bởi công ty Ripple Labs mà họ dùng để mà bán mỗi một quý, dùng tiền đó để mà tiếp tục kinh doanh, tiếp tục hoạt động công ty, cũng như là tiếp tục có tiền để mà đẩy giá XRP và đưa một số tiền đó vào túi của hai người lãnh đạo, đó chính là Brad Gallinghouse và Chris Larson. Thứ 9, được nói tới trong cái vụ kiện này đó là các bạn thấy là SEC tóm tắt lại là tất cả những điều được nêu bên trên đó là coi như phạm luật của luật chứng khoán Hoa Kỳ Securities Act of 1933. Có nghĩa là đây là luật chứng khoán của Hoa Kỳ đã có từ năm 1933. Và không chỉ riêng là công ty Ripple Labs mà ngay cả hai người dẫn đầu đó, Chris Larson và Brad Gallinghouse, chủ tịch và CEO hiện bây giờ đó, là hai người mà đang phạm luật hiện bây giờ. Và thứ 10 là SEC kết luận là nếu như mà SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ mà không có đưa ra một cái quyết định để mà ngăn cản việc này thì họ sẽ tiếp tục làm và tiếp tục phạm luật. Và đây là 10 điều tóm tắt lại của SEC về cái vụ kiện này. Và các bạn thấy được là điều mà quan trọng hơn hết đó, chúng ta nhìn vào trang 29 đi, thường cảm thấy là đây là một cái điều rất là khác so với những cái vụ kiện trước đây. Những cái vụ kiện trước đây đó là chúng ta thấy là SEC đã kiện rất là nhiều những cái dự án như là dự án EOS, dự án Telegram, dự án Kick vân vân. Nhưng mà trước đây những vụ kiện đó thì SEC không có nêu ra những cái điều mà nêu ra với công ty Ripple Labs. Và trong cái trang 29 này và trang 30 đó, SEC đưa rất nhiều những cái tài liệu cũng như là những cái bằng chứng nói là không chỉ là công ty Ripple Labs là bán đồng XRP trái phép không đăng ký như là một chứng khoán. Tại vì đối với lại SEC, ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ đó, thì người ta mua đồng XRP chủ yếu là người ta mua để mà chờ công ty Ripple Labs có được những đối tác, họ có thể là thuyết phục nhiều ngân hàng sử dụng đồng XRP thì đồng XRP tăng giá, chứ không phải là người ta mua đồng XRP để sử dụng. Và việc mà sử dụng XRP đó như là sử dụng bình thường thì hầu như là chiếm phần trăm rất là thấp, có nghĩa là rất ít ai sử dụng XRP để mà gửi hay là thanh lý, thanh toán bất cứ một cái giao dịch nào. Phần lớn mọi người mua lưu trữ để bán có lời mà thôi, và cái phần lời đó là đến từ nỗ lực của công ty Ripple Labs. Và đây là một vấn đề rất là khác so với lại những đồng như là các bạn thấy là Bitcoin hay Ethereum. Có thể các bạn nói là đúng, nhưng mà chúng ta nhìn vào những đồng như Bitcoin, Ethereum đi, thì Bitcoin và Ethereum thì cũng là những đồng mà người ta mua lưu trữ để bán có lời. Thì tại sao mà SEC không có quan tâm đến Bitcoin hay là Ethereum? Tại vì cái sự khác biệt ở đây đó là chúng ta không có công ty Bitcoin, chúng ta không có công ty Ethereum, cho nên cái việc mà Bitcoin tăng giá hay là giảm giá, hay là Ethereum tăng giá hay giảm giá đó là nguồn cung nguồn cầu của thị trường mà thôi. Nhưng mà ngược lại, đồng XRP này đó, SEC nói là đứng sau lưng là công ty Ripple Labs và họ nhúng tay vào để đẩy giá lên, và họ dùng rất là nhiều cách để mà quản lý thị trường. Cho nên đây là điều rất là khác. Các bạn thấy được là Bitcoin và Ethereum và một số đồng khác là không có một công ty
đứng sau lưng nào có thể làm được những cái việc này. Chúng ta nói tới một số những cái điều mà quan trọng được chia sẻ ở đây đó, là chúng ta thấy được, chúng ta nói tới một dẫn chứng đi. Các bạn thấy được rất rõ ràng là SEC đưa ra rất nhiều bằng chứng. Bắt đầu từ cái phần là 169 á, thì SEC nói là trong lịch sử của công ty Ripple Labs á, là hai người lãnh đạo Gallagher và Lawson, hai người này là đã đưa ra rất nhiều quyết định, chủ yếu là để đẩy giá đồng XRP lên. Và họ đẩy giá bằng cách nào? Thì họ đẩy giá bằng hai cách. Thứ nhất á, là họ đi nói với là những cái market maker. Thì market maker là những người nào? Là những người mà họ mua và bán để mà thúc đẩy cái tính thanh khoản của XRP. Và khi mà họ mua và bán gì ra thì sẽ làm ảnh hưởng đến giá của XRP. Thì công ty Ripple Labs này đó đưa tiền cho những người market maker để họ có thể là mua XRP để đẩy giá lên và bán XRP để mà kiếm tiền cho công ty vân vân. Nhưng mà họ sẽ làm cái điều này thông qua những cái thông tin nội bộ của công ty Ripple, có nghĩa là hai người lãnh đạo đó, Brad Gallagher và Chris Larson, thì đương nhiên là họ nắm được những thông tin là khi nào mà có thông tin tốt thì họ sẽ đưa những thông tin tốt, cùng lúc đó thì sẽ có một người mua rất là lớn để mà đẩy giá XRP lên, khiến cho mọi người FOMO vào. Đây là cách làm của công ty Ripple Labs để mà đẩy giá lên và quản lý thị trường này. Và sau khi giá được đẩy lên, khi mà tin tốt đưa ra đó, lúc đó market maker lại dùng tiền của công ty Ripple Labs để mà mua lại đồng XRP trên thị trường, khiến cho tăng lên nguồn cầu, khiến cho cái giá tăng lên. Và khi giá tăng lên thì mọi người lại FOMO vào, đẩy giá tăng càng mạnh hơn. Và khi mà giá tăng mạnh hơn nữa thì đó là lúc mà công ty Ripple Labs lại tung ra những đồng XRP mà họ đang nắm trong tay bán để mà có giá cao. Đây là cách mà họ kiếm tiền trong nhiều năm qua. Ít ra thì đây là dẫn chứng được chia sẻ bởi SEC.